Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với chương trình Hồ sơ vụ án của báo Thanh Hóa. Chắc hẳn quý vị đã quen thuộc với những bản tin thời sự nóng hổi được cập nhật liên tục trên kênh của chúng tôi. Tuy nhiên, báo Thanh Hóa còn mang đến cho quý vị một chương trình đặc biệt hơn, nơi vén màn bí ẩn đằng sau những vụ án ly kỳ, gay cấn và đầy kịch tính. Hồ sơ vụ án là hành trình khám phá những góc khuất của xã hội, nơi những cuộc đấu trí căng thẳng giữa thiện và ác diễn ra. Mỗi một vụ án là một câu chuyện, là bài học cảnh giác để phòng tránh tội phạm và là lời ca ngợi cho những chiến công vang dội của lực lượng công an nhân dân. Ngay sau đây, mời quý vị đến với vụ án bí ẩn sẽ được hé lộ trong chương trình hôm nay. Liên quan đến vụ giết người chặt xác, rúng động Sài Gòn, trinh sát công an kể. Sáng mùng 1 tháng 10, sau khi nhận được tin báo, công an đến hiện trường ở hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1 và ghi nhận hai bao tải chứa phần thân, tứ chi của một người phụ nữ nhưng thiếu mất phần đầu. Tại hiện trường, người dân kéo đến rất đông, bàn tán xôn xao. Trong đó, ông Lê Minh Phương, sinh năm 1972, ngụ đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, tỏ ra là người biết chuyện nên công an mời ông này làm việc, đề nghị cung cấp thông tin phục vụ điều tra. Ông Phương khai báo, ông hành nghề xe ôm, có quen biết với đồng nghiệp Đặng Văn Tuấn cũng ở gần nhà. Khoảng 12 giờ trưa 30 tháng 9, ông Tuấn có nhờ ông Phương chở ra chợ cầu Ông Lãnh, quận 1 mua hai bao tải đựng hàng hóa. Dọc đường đi, Tuấn có tâm sự với ông Phương rằng Tuấn vừa giết người. Ông Phương chỉ nghĩ là Tuấn nói đùa nên không mấy chú ý. Khi hay tin có xác chết chứa trong hai bao tải, ông Phương đến hiện trường xem. Nhận thấy hai bao tải chứa xác người có màu sắc kích cỡ khá giống với hai bao tải mà ông Tuấn đã nhờ chở ông đi mua. Do đó, ông Phương khai báo thông tin này với công an. Tiếp nhận thông tin, một tổ công an từ hiện trường lập tức đến nhà Tuấn ở số 35/107B, đường Trần Đình Xu. Đến nơi, cửa nhà khóa ngoài, chốt trong, Tuấn lớn tiếng, dọa sẽ phóng hỏa. Sau một hồi im ắng, công an phát hiện Tuấn ngồi trên gác có rỉ vết máu xuống. Nghi là Tuấn làm liều nên phá cửa, xông vào, phát hiện Tuấn nằm bất tỉnh, trên tay có vết cắt nên đưa đi cấp cứu. Theo cán bộ điều tra, vụ án có thêm một nhân chứng quan trọng khác là ông Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 1957, là hàng xóm của Tuấn. Theo khai báo của ông Phụng, khoảng 3 giờ sáng mùng 1 tháng 10, ông ngồi xem bóng đá tại nhà. Nghe tiếng động, ông hé cửa ra xem thì thấy Tuấn dùng xe gắn máy hiệu Way màu xanh chở hai bao tải ra khỏi nhà và ông có ngửi thấy mùi hôi. Nghĩ Tuấn chở hàng cho khách, ông Phụng không mấy bận tâm. Đến khi công an ập vào phá cửa nhà, bắt giữ Tuấn và nghe chuyện về hai bao tải chứa xác người, thì ông Phụng mới xác nhận hai bao tải chứa xác người tương tự với hai bao tải mà Tuấn chở đi khỏi nhà lúc rạng sáng. Trưa mùng 1 tháng 10, Tuấn hồi tỉnh tại bệnh viện và khai báo chi tiết hành vi giết người. Lúc này, công an đủ cơ sở xác nhận những đoạn thi thể được tìm thấy là của Bùi Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1973, là em dâu, đồng thời là người tình của Tuấn. Tuấn khai nhận chi tiết về hành vi phạm tội, tuy nhiên còn nguyên nhân, động cơ gây án thì Tuấn khai nhiều điều khó hiểu, chỉ thừa nhận là mâu thuẫn với Hạnh do hiểu lầm. Theo cáo trạng, Đặng Văn Thành, em ruột của Tuấn và Bùi Thị Mỹ Hạnh chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2002 tại nhà của cha mẹ Thành ở đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, sau khi chấp hành xong hình phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Tuấn cùng con trai về ở chung với em trai tại căn nhà trên. Trong thời gian chung sống, giữa Tuấn và Hạnh nảy sinh tình cảm. Được một thời gian, Hạnh nhờ Tuấn làm quen và giả vờ yêu thím dâu của mình tên Mười để người phụ nữ này tự ly dị với chồng mà không đòi chia tài sản. Nhưng sau khi quen với Mười, giữa Tuấn và người này nảy sinh tình cảm thật và có quan hệ tình dục với nhau. Hạnh biết được chuyện này nên ghen tuông rồi đòi chém giết những người trong gia đình Tuấn. Từ đó, Tuấn nảy sinh ý định giết Hạnh. Theo Tuấn khai, Tuấn và em trai, tức ông Thành, cùng hành nghề xe ôm kiếm sống. Trở về địa phương hơn một năm nay, Tuấn tái nghiện hàng đá, đồng thời rủ rê thêm bà Hành cùng phê. Chính vì thế, ông Thành nhiều lần góp ý dẫn đến cự cãi và cũng nhiều lần bị Tuấn hành hung, dọa đuổi ra khỏi nhà. Trước khi xảy ra vụ trọng án kinh hoàng thì Tuấn có mâu thuẫn với em dâu, tức bà Hạnh. Theo Tuấn là do hiểu lầm với nhau. Tuấn nhiều lần xin lỗi nhưng bà Hạnh không đồng ý, còn dọa thuê sang hồ xử Tuấn, nên anh chồng này nảy sinh ý định giết em dâu. Trước đó vì mâu thuẫn gay gắt, Tuấn đuổi ông Thành và cả con trai của mình ra khỏi nhà. Tại ngôi nhà chỉ có Tuấn và bà Hạnh chung sống, ông Thành khẳng định Tuấn và bà Hạnh
có mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, Tuấn không nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân mà chỉ coi như em gái. Người bị cáo thực sự có tình cảm là thím của chị này. Ngày 28 tháng 9 năm 2014, chỉ còn Hạnh và Tuấn ở nhà. Hạnh tiếp tục mắng chửi, hăm dọa, đòi thuê người chém Tuấn. Lúc này, Tuấn đi ra ngoài lấy ổ khóa, khóa trái cửa, rồi vào bếp tiếp tục năn nỉ Hạnh bỏ qua. Đồng thời, Tuấn lấy ma túy đá của Hạnh còn dư lại và cùng Hạnh sử dụng hết tại khu vực bếp. Đến 15 giờ cùng ngày, Hạnh tiếp tục chửi Tuấn về chuyện quan hệ với thím 10 và lấy điện thoại gọi cho ai đó, hăm dọa chém Tuấn và người thân của Tuấn. Lúc này, Hạnh đang ngồi trang điểm. Tuấn bực tức quay qua trái, lấy cái chày để dưới kệ bếp, đập vào đầu Hạnh. Hạnh té bật ngửa ra giữa nhà nhưng chưa chết. Tuấn lấy tay bóp cổ, đè Hạnh cho tới chết, rồi để xác tại chỗ trong nhà. Tuấn lưu giữ thi thể bà Hạnh suốt 2 ngày đêm trong nhà, nhưng hàng xóm không ai phát hiện ra. Trong khoảng thời gian này, ông Thành có vài lần về nhà tìm bà Hạnh, nhưng Tuấn đuổi đi và hăm dọa. Tại tòa, bà Đặng Mỹ Tiên, 58 tuổi, mẹ của Hạnh, vẫn chưa hết đau buồn khi kể lại về đứa con gái đoản mệnh. Bà cho biết, con đã mất nên giờ có yêu cầu gì cũng không bù đắp được. Người mẹ chỉ mong tòa xử nghiêm minh để trừng trị thích đáng tội ác của bị cáo. Tôi vẫn không quên được ngày nhận Hạnh về mai táng. Nhìn đứa con mình sinh ra không được vẹn toàn khi đã chết, lòng tôi như thắt lại. Sao nó ác thế? Người ta giết con gà con vịt còn thấy ghê tay. Huống gì đây là một con người. Người mẹ bật khóc. Trong giờ nghị án, bị cáo Tuấn quay về phía mẹ của Hạnh và nói nạn nhân có 2 con ruột, 1 con nuôi. Cháu có chở Hạnh đi tìm bác mà không gặp. Bác hãy đi tìm cháu của mình. Cháu xin lỗi vì đã giết con bác. Tuấn nói với mẹ của nạn nhân. Bà Tiên, mẹ của nạn nhân, bật khóc cho biết từ năm 14 tuổi, bà đã mang thai và không nuôi nấng con đàng hoàng. Khi tôi biết nghĩ đến con thì nó đã rời xa tôi. Khi tôi hay tin thì nó đã chết. Người ta hỏa thiêu chứ tôi cũng không lo ma chay gì được. Từ đó tới giờ tôi chỉ gặp nó một lần trên đường rồi chào hỏi qua loa. Nó có bao nhiêu đứa con tôi cũng không biết. Trước vành móng ngựa, bị cáo Đặng Văn Tuấn cúi đầu thừa nhận mọi tội lỗi. Bị cáo khi nghe Hạnh cho người chém gia đình bị cáo nên bực tức giết Hạnh. Trong thâm tâm, bị cáo biết tội, mạng đền mạng. Bị cáo xin lỗi mẹ của Bùi Mỹ Hạnh, xin lỗi 2 đứa con của tôi, xin hội đồng xét xử tuyên án tử hình để bị cáo làm gương cho những kẻ chơi ma túy biết điểm dừng. Với tội ác đặc biệt nghiêm trọng của Tuấn, sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên anh ta mức án tử hình.